Như vậy là một quãng đường khá là xa. Mình vừa đi vừa nghỉ tầm khoảng 4 tiếng hồ. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Thì hai anh em rút cuộc đã tới nơi. Hai anh em mình xin chào cả nhà luôn nhá. Chuyến hôm nay thì đi có hai anh em thôi. Ở clip trước thì mình cũng có nói là mình từ đây là nghỉ luôn, nó không có làm chung với hai anh em nữa. Mà chưa biết lý do tại sao. Chưa có video đỡ nó rõ ràng như cả nhà ấy. Đợi hôm nào mấy anh em về rồi điện nó chạy vào đỡ nói với khán giả nói cho nó rõ ràng lý do thật tại sao nghỉ chứ không nhiều khi nói hai anh em mình không trả lương hay là này nọ gì. Và chuyến hôm nay đi thì mấy anh em dự định là lần này mục đích chính là đi săn ong á, tìm ong rừng, ong mật, ong khói. Cái địa điểm này ở năm ngoái á, một ong có anh Tính và anh Cường này là cũng lên để ở này, đem lên một con gà cúng á, xong rồi bắt đầu tối đi săn lại được hai con á, chính là cái trại này. Đúng một năm thì cây này nó cũng đã mọc hết rồi, giờ bắt đầu anh em sẽ thay cây mới nha, làm trại lại. Bây giờ hai anh em tranh thủ làm trại nha, giờ có hai anh em ấy cho nên là cũng không có quay nhiều đâu, cứ làm trại xong bắt đầu anh em sẽ quay thêm. Rốt cuộc thì trại cũng đã làm xong rồi, sau 3 tiếng đồng hồ. Lúc lên thì hai anh em có mua ít bánh, thịt nhang á. Hôm nay nói chung là cũng đường thiên nước độc mà, anh em cũng có chút lòng thành ta túc. Mà đi ra đâu là mình phải xin. Xin gần núi chút lọc. Đồng hồ là ba hai anh em mình may mắn. Mày sao? Bàn này đẹp cơ, đẹp á, đi bờ luôn, chiều dài 1 mét á, chiều ngang thì 60, mơ màng của tình. Cái tấm pin năng lượng mặt trời thì mình treo trên cây này này, mà lần này thì trời ẩm u á, không có nắng luôn. Chỗ này thì là nguồn nước sinh hoạt của mấy em này, nước này trong gơ lắm, lạnh cực kỳ mà. Chỗ mấy em ở này là hai bên là đều là keo hết nha, chỉ có luồng suối là khe gọp á. Nên là còn rừng thôi, còn bao nhiêu là toàn bộ là keo hết. Tạm thời thì hai anh em nấu ăn nấu uống ở chỗ này này. Khi nào mà mưa bắt đầu di chuyển vào trong nha. Hôm nay đi thì hai anh em có mua ít cà, rau củ quả, cũng không có gì nhiều đâu. Mắm muối, ngọt, ớt, dây dị mà. Mì tôm, cà phê, trà lá. Có mua thêm miếng mà chị á, tí nữa bên em làm gỏi. Không có sống một hồi ngay. Phóng này đúng rồi, gọi với thịt không? Gọi là thịt quay.
Thấy nhỏ không? Trên bọc khoai không? Lần đầu tiên mắt em mình làm luôn đúng không? Ừ. Theo dưỡng này thường thường là người ta làm trộn với loại thịt bò á. Hôm nay mấy em trộn với loại thịt ba chỉ. Trộn thịt heo. Khỏi chấm luôn, làm lần một luôn nha. Tao thấy chắc ngon hả mày ổ? Đi bài. Nó cũng điều nó không thua thịt bò chứ thôi, chắc ngon à cháu ơi. Mua mè nó hơn, hợp lý dữ không? Thịt bò mà ở đây 8 nhảy đâu. Cái đây mình nếu mà tấu là nhậu thì mua mè ha. Giờ anh em mình ăn cơm chứ có nhậu ngang. Nhiều người là không hợp thịt bò thì món này là mư. Đúng rồi. Vậy chứ đâu. Mình hợp thịt bò món này là 8 vậy ha. Vậy á. Cắt nha, tình luôn. Ăn đồng hồ thì anh đánh ha. Ngon mơ rồi. Rồi ta chọn xong rồi thử thử chua cho nha. Nào. Xong thêm rồi. Chua cái món này lần đầu tiên anh em làm. Nhưng mà thấy đẻ đấy. Hả không? Đẻ. Anh em xin mời cả nhà dùng bữa cơm sớ đi. Sớ. Cơm 3 giờ. 3 giờ. Từ sáng tới giờ mà. Từ sáng tới giờ. Anh cây mình cuốn tới giờ. Rồi hành em mời nha, ăn cơm nha. Món mới. Món sáng tạo luôn á. Món sáng tạo. Ba loại trộn rau dớn. Ờ ra cơm đây. Ra cơm chút nè. Mơ mang nha. Đói hung không? Đói hung. Quá đói không? Ngon á. Như bà hả? Ừ. Rồi cơm ơi. Vừa ăn luôn hả? Vừa ăn luôn. Mình cơm vừa xíu luôn. Ngon ta. Ngon. Ừ, ba. Bên này nước còn ngon ạ. Khỏe. Cái gì vậy? Nước ngon đầy đủ rồi phá. Nước thịt nướng rửa thác này ngon không? Cái bà. Mà phải lướn rồi ấy. Ừ, thơm. Đầu dớn này cứ 2 ngày ăn lần, y bà. Y bà hả? Có người nói là ăn cà mé không được hâu. À, nhưng người không thích ăn ấy. Tao thấy đâu có hâu rồi đâu, thiệt luôn. Chín người mới mà. Giờ sao? Lên rồi không? Tao được hứa đây. Y bà. Nó đã. Ngon ạ. Alo, tôi nhai lên đi. Sau bữa cơm thì giờ hai anh em bắt đầu đi ra ngoài à. Cái hầm sình trâu nó ở á, bên em ra đó trên gà nha. Từ đó có bãi cỏ đẹp lắm. Từ đấy có liều cắm trại mơ hả không? Có liều mà không đem ấy. Không đem. Mùa này gà nó lên cây là tầm 6 giờ kém, 6 kém 15. 5 giờ rưỡi đến 6 giờ. Bây giờ hai anh em sẽ chia ra mọi người một chỗ nha. Anh thì vào trong một chút. Mình thì đứng chỗ này. Trời tối rồi. Như vậy là bên mình thì không rình được con nhau hết cả nha. Không biết là bên anh Thi có gì không mà sao nãy giờ chưa thấy anh ra. Như vậy thì bên anh Thi rình được một chỗ á. Gà gáy tối rất là tối. Quá tối luôn. Đốt một lửa cho khỏi muối. Muối quá trời đất luôn rồi. Bảy
buổi sáng thấy mình thay lên cái cầu nó bị khách nó khách không thì mới coi thử cái da của ta ra bên thăm cây thì cũng là mình ra thì đó. Trời thì còn tối không? Có ông anh trên kênh á bình luận là rình gà vô sôi á tầm khoảng mấy giờ là sôi được. Nói chung là cứ trời bắt đầu tối hẳn á là bắt đầu và sôi à. Ờ 6 giờ, mùa này chắc cỡ 7 giờ. Bây giờ mình đem tiên thanh vào và sôi nha. À, như vậy là được một con gà mái mập mềm luôn. Mập mềm luôn. Hai người là được con gà mái là easy à. Làm đầu cháo, ôi dồi ồ. Mò chết được nha. Chắc có lẽ là buổi đi sinh của anh em đến đây kết thúc nha. Phải trại làm đầu cháo nữa, vậy ra rai nữa xong. Đây nữa ha. Là một giấc thẳng kẹn tới sáng phải ngư lượt đi sáng nay anh em leo núi chiều giờ có con gà tẩm bố à đi xây đó chứ mà bây giờ hai cái đít mập ấy thì đít thầy đấy chết rồi đó. Này cái rừng bông tiếng này người ta sửa đường lại hết rồi, xe bán tải đâu hả, nói chung là xe cao cao là đi được hết á, người ta sửa đường để họ đi khai thác keo ấy, này là xe đồ tấp nập lắm. Cái chỗ mà cái nhà xây hôm mình quay trời mưa ấy, cái chỗ đó thì nay người ta đã bán cái gì bia này, rượu này, bán quán bán tạp hóa. Này là bộ lòng của gà chân cẳng cổ rồi á, mình làm phi hành rồi. Mình tao lên cho nó thơm. Bắt đầu mình đổ vào cháo. Này anh YouTube làm khó cái người lắm. Mình đang video lên đấy. Mà có thịt rừng cái là bị vàng tiền. Vàng tiền xong cái là mình yêu cầu xem xét thủ công lại á. Phải mất tầm 4 đến 5 ngày nó mới xét. Mà nếu không được thì mình phải edit lại nữa. Thôi, tốn thời gian dữ lắm. Tối nay có món hơi nhàn. Món hai món thôi vậy ha nhanh gọn hả? Hiểu sao mạnh tự nhiên đang làm mấy anh em thiệt vui chứ thiệt ngon luôn mà tự nhiên cái người áo mạnh nó cũng có nói là thứ nhất là xa nhà, thứ hai đi rừng xa ấy, tới một ông này nè đi rừng xa không có sống mà đi liên tục ấy, xa giờ xa con, nói chung là nhớ nên là anh cũng nghĩ luôn, với lại đất đai anh không có nữa ấy. Ảnh trồng sắn ấy không có thời gian chăm sóc ấy. Tao làm công việc nhà đó. Ừ. Mà đỡ hôm nào mình phải gọi lên phải nói rõ ràng với cả nhà nghỉ chứ không được.
ra cháo này. Giờ con cái muỗng à, nuôi đỡ đâu đủ rồi. Thôi hai anh em mời cả nhà dùng bữa cơm tối của hai anh em nha. Bữa cháo đêm khuya. Gà chấm ốp. Nuôi ăn này nó thọ. Núi là núi, ăn còn gà, sóc, đồ, còn treo thì không à. Nhiều nha. Mọi nhà uống rượu nha. Pháo cầu không? Ngon ăn nha. Pháo cầu nè. Pháo cầu nè. Dính dính pháo cầu luôn nha. Dính dính pháo cầu đã chết rồi mà. Về nhà con thì mình không có quay cần cảnh lắm ấy. Lắm ấy. Thổ địa ở đây làm chút rượu, anh cháu ghé là hai anh em mình luôn nha. Rượu uống đâu giờ làm như ta? ra thịt ngồi cho ta ngồi đâu trống á ngồi đâu không ừ. Ra thịt này thịt tả phong cao luôn á cũng cái thọc kho đã giữ ốc dây vô vào ốc này ý ui thọc kho mày chú chết rồi. Ngon không? Đã lâu ạ. Không thể nào tưởng tượng được. Không thể nào tưởng tượng được. Không ai chai, dừa à. Ngon. Ừ. Ui, thử. Một năm rồi, hơn năm rồi. Đó, anh phải xế tạc như này ăn nó ngon ạ. Ngon không? Mạnh vô. Không được nè. Không được. Chưa không được. Tặc chỗ đâu. Tặc chỗ đâu. Chỗ đá cơ hả? Đá không? Đá. Ngon không thể thùng tụi nó à? Ngon quá, làm phát nữa chứ. Chịu ạ. Biết xem nó sao luôn. Thì chắc được ạ. Không cho là được không ạ? À, quá đẹp quá đẹp. À, quá trời đâu. Giúp này. Cắm này, cắm hai tay luôn này. Nhớ, cắm trượt đá ngon. Rồi nè. Cũng còn dài chút. Dài. Giờ rồi mà dài vậy. Dài. Đúng không? Không có gì bằng không? Dạ. Cái này nó cũng còn hơi dài. Hầm thêm chút nữa, anh thấy rồi. Cái này nó cũng mềm chứ. Cái đường nó ra mình sẽ bò mà hầm mới được hầm mới được. Ôi dồi, đã. Kèm miếng cháo nữa, phô sao không? Có được không? À, bò của hành là nhất ha. Đi bà còn giò, nó còn lòi giò. Mình trồng bằng cái củ nó rồi nó mọc lá cái củ nó téo lại rồi ta. Củ cháo gậy đó. Ngon. Ui sợ sợ. Mở đã. Quá ngập mồm mồ. Ngập mồm luôn. Đó. Mẹ ta cái ớt này nó hơi ngán tí. Ngán. Nó con gì vậy? Thịt nạc không à? Ngạc lắm. Không như mày nói cái kem da xeo thì chắc không ngán đâu không? Đúng rồi, cái ớt lâu da. À, không có da ấy. Kem ở đây vô. Kem cháo vô. Ừ. Rột cả. À. Ngon á. Ngon.
cháo không à. Tình hình là ngày hôm nay mấy anh em lên rồi bắt đầu làm trại, kiếm được con rừng vậy á, đâu có làm chuyện gì nữa đâu. Mai mới làm đó. Mai bắt đầu làm. Mai lên làm trại xong nghỉ ngơi mà. Kiếm con gà vậy tầm bổ đi đường nghe thôi. Đường xa. Đường xa. Hử hử bụi nhiều giờ lên. Mày hử bụi sớm á. Cái xe màu đen mà thành màu trắng luôn mà. Màu trắng luôn. Quá bụi. Bụi khiếp sợ. Mai anh em sẽ đi rẽo lên cái suối đây xem thử cây đa nó có trái hay chưa. Nhưng mà chim nó cốt kêu á là khả năng có trái rồi. Đi thử đi. Đi thử. Rẽo ong mà không. Thứ hai là lần đó có một cái suối nhỏ, có cái suối nó trống á. Thường hay ong thường hay bắt nước. Anh em lên đó coi thử luôn. Như vậy là ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cái gì là hẹn nhà quẹo ngày mai tập cho không anh em. Thôi xin chào, hẹn gặp lại cái nhà video tiếp theo nha. Bye nha, chúc nhà ngủ ngon nhé. Bye nha nghe, chúc nhà ngủ ngon á. Giờ hai anh em mình cũng chắc cũng ngủ. Ngủ thật là ngon. Lông gió này thông. Giữa lúc muộn tiếng hai anh em mình cột hơi ấm ra ngủ.